My flesh got a white spot, got an itch. So Sandra said, go to buy some medication for him. She itchy everywhere. Hôm nay con cá bị bệnh các bạn ơi. Nó bị ngứa, lỡ lẻ cho người nó nè. Đó, cắn mỗi lần đó. Chữa bệnh cho con cá là chỉ bằng we treatment for the fish. So this one is galette, right? So we will smack the galette. So the treatment for the this galette. Okay. With one hand, so I have to do two hands though. Giờ bây giờ các bạn mình lột cái vỏ ngoài ra nè các bạn. Giờ mình lột cái này ra. Chắc lẽ là trời nó bị quá lạnh đó. Trong cái vô tắc vừa rồi là ở đây nó lạnh cả là trừ cả sát độ 50 độ luôn. Đó, bây giờ là mình cái chơi cái này mài mãi ra đó. Mài ra nhỏ đó. Thì mài cá nó sẽ ăn đó. Cá nó sẽ ăn thì mình sẽ rồi mình bỏ vô nước nóng đó. Bỏ nước nóng khoảng chừng 10 phút xong đó cho mình đem ra mình để vào tủ lạnh khoảng 5 phút đó. Đây các bạn đã nấu nha.